Xin chào mọi người, mời mọi người ăn mì gói nha. Ăn chiều. Ớt nè, Thảo cắt nguyên một trái ớt vô luôn. Mì gói nấu với cần tàu nha mọi người. Cái này là canh đó, mà tại vì canh còn cho nên bỏ vô gói mì làm à. Bỏ vô gói mì ăn luôn. Ồ khói. Canh ăn không hết, bỏ mì vô, đó, xong. Đơn giản, cần nhiều lắm, cần tàu nhiều lắm nha. Wow. Mời mọi người nha. Cay hú hồn luôn. Thảo có nặng vô nửa trái chanh nữa. Cái này là canh canh thịt bò nấu cần. Wow, nóng quá, hấp chưa nổi. Bây giờ nó hành mì gói nấu cần thịt bò. Đơn giản vậy chứ bao ngon nha mọi người. Ngon xuất sắc. Chua, cay. Chua cay đủ vị. Cái này là vị của Thảo nè. Ngon thiệt luôn á. Quá trời cần luôn. Với thịt bò. Thịt bò này là Thảo bằm ra Thảo nấu canh đó. Tô canh còn thừa, cái Thảo làm ra một món bữa tối chắc lượng. Ai nói sao nói chứ Thảo thích ăn kiểu này với mọi người.